tung cánh lửa xanh anh là phượng hoàng, phong cảnh bên dưới anh đang thượng ngoạn, trên tàu râu trắng anh là trưởng đoàn, chu du tự do quên hết sự việc ở dương gian, điềm đạm bình tĩnh đang nói ai đây, cùng bố phiêu lưu cho hết mai này, lần tan rã này là do ai gây, thằng khốn đồ đen một ngày nào đó sẽ đi sai ngay. Lùi như vậy sao giúp bố lấy đà, ngọn lửa xanh đang bùng cháy mà. Tôi chỉ chậm rãi, giăng cánh tung bay, kẻ sống sai rồi cũng phải nhò. Phượng hoàng mà cô nói trong thiên đàng, bố già đưa mắt nhìn con hiên ngang, bảo bọc bên đất này đâu tới phiên chàng, tiếng đàn ngăn lên làm tôi miên man. Biển xanh vô bến, con sóng xô đến, bố già giờ nơi đâu? AC người anh em tốt của ta bây giờ ra khơi mau, bắt đầu từ con số 0, nuôi dưỡng ước mơ từ đầu mà con cố mong. Phượng hoàng sinh ra là để vào cánh, bầu trời mà con chiếm hữu là độc quyền, không thể số đông, không thể số đông. Đội trưởng đội 1 của một hạm đội đã từng gặp hải hùng, và bây giờ phải hứng chịu cơn thành đầu đã mất đi sự bình tĩnh khi squad gửi vào tay chúng. Đầu giữa lên sàn Moby Dick, trên đại hải trên anh là kinh ngư, vẻ ngoài thích đùa sẽ bị thật hư, nghiêm túc bên trong mới là thật sự. Tùng cánh lửa xanh anh là phượng hoàng, phong cảnh bên dưới anh đang thượng ngoạn, trên tàu râu trắng anh là trưởng đoàn, chu du tự do quên hết sự việc ở dương gian, điềm đạm bình tĩnh đang nói ai đây, cùng bố phiêu lưu cho hết mai này, lần tan rã này là do ai gây, thằng khốn đồ đen một ngày nào đó sẽ biết sai ngay. Đối mặt với nghịch cảnh, anh khá là điềm đạm như việc bay vòng, chạm trán với địch mạnh, Kizaru cũng chưa từng khiến anh bị thay lòng. Chiếm lĩnh trận đấu như Chelogia, cô lập không gian như là Sephira, vũ trụ ma vô người sẽ đã công phá, phượng hoàng mà cô đã đứng đầu sông ra. Nắm giữ trả quỷ có khả năng hồi phục đến kinh hoàng, chúng anh biết bao nhiêu lần tẩu thoát, gia tăng sức mạnh thuộc hai doanh thần thoại, các đối thủ lập đội với anh là mấu chốt, chỉ huy bằng hai tấm biển đông, trả thù chỉ để ngài tiến công mà. Lực lượng này đã quá trên lệch, không ai có thể phá vỡ, không thể mắc xin công. Tùng cánh lửa xanh anh là phượng hoàng, phong cảnh bên dưới anh đang thượng ngoạn, trên tàu râu trắng anh là trưởng đoàn, chu du tự do quên hết sự việc ở dương gian, điềm đạm bình tĩnh đang nói ai đây, cùng bố phiêu lưu cho hết mai này, lần tan rã này là do ai gây, thằng khốn đồ đen một ngày nào đó sẽ biết sai ngay. Thống lĩnh toàn bộ không gian.